Này anh làm tí lẩu gà anh em ăn Tết vậy. Cái này không bò à? Mẹ, bằng giờ năm ngoái là đang ăn Tết Tây ở trong Kiên Giang đấy. Năm nay Tết Tây ăn Hà Nội. Đúng, cuộc đời con người không biết lối nào mà lần, hay không biết sang năm ăn đâu. Chưa. Giới thiệu đây là món lẩu gà. Giới thiệu anh em nhé, lẩu gà là lần đầu tiên tôi ăn lẩu gà với giọng mùng. Nào, nào. Đây, uống. À, mà anh nghĩ. Ai xa, xa lổ đi người. Đấy. Xin chào, đồng đội cũ. Vẫn y nguyên như mấy hôm trước. Rượu đâu đấy? Khổ quá đi. Trắng này chẳng khổ không? Không, thì bóp sạch hứa ấy. Người thì đưa cái đĩa mượn thì anh à. Không nó bảo lẩu nó toàn rau quá. Đây này, gà này. Con gà trọi. Con gà này, gà đá bị thải. Gà thắng của anh em giết. Gà. Đấy, lẩu gà nhá. Mời anh em nhá. Thôi bên đây. Ăn đi ạ. Con tắt mẹ TikTok. Được chưa?